Mời các bạn cùng nghe chuyện Sau khi Nam Phụ phá sản, chương 21. Âm thanh êm tai thuật lại một đoạn đường không mấy vẻ vang ngày xưa. Có người bị mê hoặc giữa chất giọng tựa nhân ngư của cậu, rồi lại lập tức tỉnh táo trong cơn sóng to gió lớn. Ân Vinh Lan không biết người khác nghĩ ra sao, phần y từng vô tình đọc được lúc đối phương viết chuyện trước này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Lần đầu tiên nghe sám hối lục đầy đủ từ đầu đến cuối, thật sự có cảm giác dở khóc dở cười. Hít! Tiếng hít khí khe khẽ truyền đến, Ân Vinh Lan dùng khóe mắt chú ý, thấy là cô bé ngồi bên cạnh y. Giờ khắc này đối phương đang véo mạnh vào đùi mình, giống như muốn nhỏ ra hai giọt nước mắt. Mày làm được, cố lên Lý Viện Viện, mày nhất định có thể khóc được. Cô bé trong lòng tự cổ vũ. Nghi hoặc với cử chỉ của cô bé vài giây, Ân Vinh Lan chợt nhớ tới sớm nay lướt lên xe, Trần Trản từng đề cập việc thuê một người diễn cảnh Trần Hánh xúc động để tiện cho ống kính truyền thông ghi lại. Là một thủy quân chuyên nghiệp, cô bé có kinh nghiệm phong phú, quyết tâm ra sức vắt một cái, cuối cùng cũng nhỏ ra được một ít nước mắt. Quá cảm động! Dùng tay áo lau nước mắt, cô bé đột nhiên đứng lên. Em có thể hiểu được, thật sự, khi còn trẻ nào có ai chưa từng yêu một lần oanh oanh liệt liệt đâu. Mấy người cách cô bé gần nhất không hẹn mà cùng hiện lên biểu cảm phức tạp. Nhận ra ánh mắt của các khán giả khác đều hội tụ về đây, lúng túng điên nỗi, không biết phải đặt tay đặt chân chỗ nào. Nhưng ngay vào lúc này, Trần Tràn đúng lúc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt về hồi ức cay đắng. Người trên sân khấu cười, người dưới khán đài khóc, một sướng một họa, ai cũng rất nghiêm túc tập trung biểu diễn. Ngày mưa hôm đó, Trần Trản tiếp tục đọc lên. Mỗi một giọt mưa chút xuống, con tim tôi lại tan vỡ một lần. Trong một đêm đã đủ nát tan thành tim mảnh. Vài giọt nước mắt phải rất vất vả mới chất chiu được, lại vì câu này mà lần nữa tan nát theo. Cô bé khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nghiến răng khóc lại từ đầu. Ân Vinh Lan thở dài khe khẽ, bây giờ người trẻ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Còn nhớ lúc đó Trần Trản chuyển 2.000, y còn cảm thấy chỉ lên hình mấy giây mà thôi, giá quá đắt. Bây giờ tự mình trải nghiệm mới biết trong đó có bao nhiêu gian khổ. Cố lên! Cô bé hít một hơi khí lạnh tự cổ vũ bản thân, lòng bàn tay đã sắp bấm ra máu, cuối cùng mới thoát khỏi tiếng đọc diễn cảm như ma như quỷ của Trần Trản, dồn lực chú ý tập trung khóa tại đoạn chuyện đau lòng cũ. Hai hàng nước mắt mới thuận thế tuôn rơi. Ống kính truyền thông ghi lại cảnh này một cách chân thực. Một vị phóng viên có thâm niên thật sự không nhìn nổi. Ông có một đứa con gái cũng tầm tuổi cô bé, không nhịn được động lòng trắc ẩn, nỗ lực dùng tiếng hò hấp dẫn lực chú ý của cô nhóc. Con gái, nếu có bị uy hiếp, con hãy nháy mắt mấy cái. Mấy nhà truyền thông khác cũng có ít nhiều cùng tâm tư. Bọn họ cũng từng che giấu lương tâm soạn ra vài tin thất thiệt. Mà lương tâm phải đen đến thế nào mới có thể khóc thành tiếng giữa buổi đọc diễn cảm này? Trần Trản ngay lúc này bỗng hơi dừng một chút. Fan meeting vẫn cần giữ bí mật vài đoạn, nếu không sẽ không tốt cho việc tổ chức lần sau. Mong quý vị truyền thông có thể dừng việc quay phim. Phóng viên trong nháy mắt mặt mày khó coi, nghe xem lời này có giống tiếng người hay không. Rõ ràng cố ý đợi đến cảnh này xuất hiện, phần sau lại không cho quay tiếp. Nhưng dù sao cũng là không mời mà tới, ban đầu Trần Trản đã dung túng cho quay hình không ít, đặc biệt là hình ảnh khóc thương cuối cùng, hoàn toàn đủ để làm mánh giật tít. Phóng viên thâm niên kia không nhịn được dùng mình một cái, không biết là trùng hợp hay là Trần Trản đã tính toán từ trước. Nếu như là trường hợp thứ hai, không khỏi có hơi đáng sợ. Giữa lúc mọi người suy ngẫm, sắp bản thảo không dày nhanh chóng được đọc hết, Trần Trản lần nữa chuyển ánh mắt về phía khán giả dưới khán đài. Để cảm ơn mọi người ủng hộ, tôi sẽ ngẫu nhiên chọn ra 10 người dành tặng một phần quà. Nghe thấy có quà miễn phí, đa số mọi người đều theo bản năng ngồi ngay ngắn lại. Người dẫn chương trình bưng đến một cái hộp, trước mặt mọi người đổ vào mấy quả bóng số thể hiện vị trí ngồi. Đảo mấy cái rồi đặt giữa sân khấu, Trần Trản lần lượt lấy ra 10 quả bóng số. Người dẫn chương trình đọc lên từng số cũng cười nói: chúc mừng 10 khán giả may mắn nhận được bùa hộ mệnh do Trần Trản tiên sinh tự tay chế tác. Nói đến đây, nụ cười trên mặt anh dường như có dấu hiệu lụi tắt. Nhưng kỹ năng chuyên nghiệp được người dẫn chương trình trau dồi hàng ngày giúp anh lần nữa lấy lại tinh thần. Các bạn cũng là những người đầu tiên được trải nghiệm sản phẩm này. Ý rằng tương lai còn có thể phân phối đại trà. Nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của các khán giả được mời lên sân khấu, dẫn chương trình gắng gượng giữ vững nụ cười, bay ra đám bùa hộ mệnh lúc nhúc. Phía truyền thông vốn đã dừng quay phim theo phản xạ ấn ấn nút ghi hình. Khi màn hình nhắm ngay vào búp bê méo mó được gọi là bùa hộ mệnh, không hẹn mà cùng ngừng thở. Mấy vị khán giả mới vừa rồi còn được người hâm mộ đầy mặt ngỡ ngàng. Trần Trản nhàn nhạt nói: mấy bé này đều do tôi tự tay may,
được chọn lọc lại từ rất nhiều phiên bản, hiệu quả vô cùng tốt. Đôi mắt nhân loại rất có tính lừa dối, thứ đẹp đẽ mà nhìn mãi sẽ thấy tầm thường không còn đặc sắc. Nhưng thứ xấu xí nhìn nhiều lần lại thấy dần dần vừa mắt hơn, thậm chí có thể cảm thấy được nét đáng yêu trong vẻ xấu xí. Theo sự nghiêm túc giới thiệu của Trần Trản, có người lúc đầu thấy xấu vô địch vũ trụ, từ từ cảm thấy quả thật có chút ngây thơ dễ thương. Trước hết là từ mắt mũi cong cong vẹo vẹo, có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng Trần Trản. Bên cạnh đó thì bùa hộ mệnh thông thường có hình dạng quá bình thường. Giới trẻ ai lại không có ít nhiều lần muốn dùng đồ lệch chen để thu hút mắt người khác. Chương trình phát quà kết thúc suôn sẻ, người dẫn chương trình nói vài lời dí dỏm làm bế mạc, dặn dò mọi người trật tự rời đi. Phóng viên Thâm Liên vì muốn cướp thời cơ, vừa rồi cũng đã viết xong bản tin, gửi cho tổ trưởng xét duyệt xong rồi lập tức đính kèm một loạt 9 bức ảnh đăng lên mạng. Hashtag fan meeting Trần Trản Thủy Quân. Hashtag vèo vèo bay lên top 10. Thời này, hot search càng phải nhiều drama, càng ly kỳ giật gân mới có thể giành thắng lợi. Vụ việc thịt sông khói lần trước chính là ví dụ tốt nhất. Hot search này lôi kéo sự chú ý của người ta ở chỗ quá giả tạo. Vì vấn đề kỹ thuật, âm thanh Trần Trản nghe không quá rõ ràng, mà đa phần nội dung văn vẻ vẫn nghe ra, huống hồ chỉ cần người đã đọc quá sám hối lục, ai còn không rõ nội dung nói về chuyện gì. Tại một khung hình trong đoạn video của truyền thông, cô bé mím chặt khóe môi, chóp mũi đỏ lên, hai mắt mông lung nhạt nhòa nước mắt, tựa như bị lời đọc diễn cảm của Trần Trản làm cảm động đến mức khóc không thành tiếng. Đáp án phía trên: Trần Trản cho nhóc bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi. Hugu, bây giờ hối hận quá, không có mặt tại hiện trường, đến xem mỗi cảnh này thôi cũng đáng. Vừa chó cỏ, kỹ thuật diễn xuất như này, không vào showbiz thật quá đáng tiếc. Làm thủy quân chuyên nghiệp, tài khoản mạng xã hội của cô bé kia nhanh chóng bị đào ra. Đương nhiên cô bé cũng không cố tình che giấu, mà còn đăng một tấm ảnh động cảnh đáng khóc. Trong nháy mắt, lượng người theo dõi tăng 100 vạn. Vô số dân mạng đến hóng drama để lại bình luận, dò hỏi cảm tưởng của người trong cuộc. Lập trường khác nhau, lý giải khác nhau. Có vài minh tinh nhỏ nhỏ chim chim chẳng nổi, đánh hơi được manh mối không tầm thường. Chỉ một buổi fan meeting không chính thức đã có thể lăng xê một thủy quân nhỏ nhỏ thành idol giới trẻ. Xem theo cách ứng đối của cô bé kia, sau này cô bé rất có thể sẽ nhờ bước điện này dấn thân vào showbiz. Nếu may mắn, có lẽ đạo diễn còn có thể đồng ý cho thêm mấy giây quay đặc tả trong phim để cô bé diễn cảnh già khóc. Sắp đến mùa phim Tết, phim 2 rất cần những pha chọc cười bất ngờ như vậy. Vài minh tinh nhỏ và quản lý cùng nhau tính toán, chú ý Weibo của Trần Trản, nhân tiện gửi tin nhắn chào hỏi một tiếng. Người trong cuộc đang ngồi trên xe Ân Vinh Lan lần lượt trả lời, cũng chỉ gửi vài icon đó hoa tỏ lòng hữu nghị, không chút văn vẻ dư thừa. Không tỏ ra thân thiết, đồng thời truyền đạt ám chỉ. Nếu tương lai có thời điểm cùng chung mục tiêu lợi ích, có thể triển khai hợp tác. Ân Vinh Lan khởi động xe. Tôi đoán việc này cũng nằm trong dự đoán của cậu. Trả lời xong một tin nhắn cuối cùng, Trần Trản cất điện thoại trở lại trong túi. Chỉ dựa vào một khung hình, đủ sức để lăng xê một người thành người nổi tiếng. Thế mới có thể bày ra giá trị tự thân nổi tiếng của tôi. Ân Vinh Lan. Nếu lúc đó không bật nhạc, hoặc cho bên truyền thông quay tới hết chương trình, hiệu quả có tốt hơn. Trần Trản xua tay. Vì không muốn âm thanh quá rõ ràng, tôi còn cố ý đặt thêm nhiều thiết bị gây nhiễu. Trong vô thức, khi trao đổi cùng đối phương, cậu đã rất ít khi giấu nghề, thẳng thắn nói. Trong đấy còn có một cơ hội làm ăn có thể khai thác. Ân Vinh Lan dùng dịch tay cầm vô lăng, không khỏi bật cười. Trần Trản như có tài đào vàng, nơi nào có kẽ hở, cậu sẽ dốc búa đập xuống. Trần Trản nhíu mày. Không tin. Vốn định nói tin, nhưng vì muốn cho cậu cảm giác thành công, lời không nói cụt. Chẳng qua là thấy có chút khó khăn. Trần Trản búng tay một cái. Cược đi, đáng cược trong vòng 3 ngày tôi kiếm được mấy vạn không cần dựa vào bùa hộ mệnh. Dừng một chút. Chính xác hơn là 7 vạn trở lên. Lần này Ân Vinh Lan thật sự có mấy phần không nắm chắc. Dù sao tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Chuyện của Trần Trản có được ủng hộ hơn nữa, hẳn cũng không thể trong 3 ngày đạt được lợi nhuận đến mức này. Trong số đó cũng không tính thu nhập từ gõ chữ. Ân Vinh Lan cảm thấy hứng thú. Cược cái gì? Trần Trản vốn chỉ thuận miệng nói, sau khi bị hỏi đột ngột thì im lặng suy tư vài giây. Trước hết, cược tiền là trái pháp luật. Ân Vinh Lan cười gật đầu. Tôi hiểu. Bùa hộ mệnh cần tìm xưởng gia công, nhưng mà tôi định vào 2 ngày mở hàng, ngẫu nhiên rút ra 100 đơn đặt hàng gửi thành phẩm thủ công. Trần Trản. Nếu anh thua, vậy phải tới giúp tôi làm đồ thủ công. Tay cầm vô lăng hơi siết chặt, Ân Vinh Lan treo nụ cười nhã nhặn. Cược tiền vẫn tương đối tốt hơn, một khoản tiền nhỏ cũng không sao. Mặt đối mặt yên tĩnh,
Dưới ánh mắt đăm đăm vẻ, tôi biết anh không có tiền của Trần Trản. Ân Vinh Lan bất lực bại trận trước. Để cảm ơn tài xế chuyên chở ngày hôm nay, Trần Trản dẫn y đến điểm danh ở quán mì thịt bò quen thuộc. Ân Vinh Lan chú ý thấy cậu hôm nay không thêm sai tế, tuy nhiên vẫn như bình thường, cho thêm rất nhiều rau thơm. Ân Vinh Lan không có thích rau thơm, Trần Trản thì hoàn toàn ngược lại, rất mê mẩn mùi vị này. Dùng bữa xong, hai người phất tay tạm biệt. Nhân lúc tiếng van trên Weibo còn chưa tan hết, Trần Trản tránh thủ thời gian triển khai công việc mới. Tốn hơn nửa buổi tối, giữa đêm chợp mắt không đến 2 giờ, rốt cuộc cũng thành công tải lên file ghi âm. Trang văn học mạng Nam Cực Tinh có bao gồm một kênh sách nói, Trần Trản trước đó đã bàn bạc với bên website, ký kết hợp đồng điện tử xong là có thể phát sóng. Bởi vì có thu phí, trang web có trích phần trăm lợi nhuận, đổi lại trong trường hợp kênh đạt điều kiện tốt sẽ được đề cử lên bảng xếp hạng. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Trần Trản chia sẻ lại loạt ảnh chụp fan meeting của phóng viên trên Weibo kèm caption. Không đến tận nơi cũng có thể nghe được âm thanh gốc của tác giả. Chi tiết cụ thể mời vào liên kết. HTTP XXXX. Chương 22 TB123067. 2 đồng một tập, sao không làm ăn cướp luôn đi? Đánh giá này nhanh chóng lấy được mấy chục nghìn like. Trần Trản đích thân đáp lại. Đây là âm thanh làm khán giả khóc ngay tại trận. Kèm theo ảnh thủy quân được thuê lần trước đang hai mắt ngấn lệ. Khi một người đã tự bôi xấu mình đến đỉnh điểm, cũng đồng thời không chừa chỗ cho người khác vẽ bậy thêm. Không tới 5 phút, dư luận đã đổi hướng. Ủ rượu nguyên tiêu. Xin lỗi các đồng chí, tôi không nhịn nổi tò mò, vừa vào nghe một tập. Đại Hà cảm. Huynh đài không cô đơn, bái phục tác giả, không ngờ có thể đọc chọn một chương giạt rào tình cảm đến vậy. TB123067. Đậu xanh, không khống chế được. Vừa lơ là một chút đã mua 6 tập. Người đang nghe radio không chỉ có cư dân mạng. Cái tên công tử nhà giàu đó, ngoại trừ đẹp trai lắm tiền rèn tốt ra, có điểm nào vượt nổi tôi đâu. Tình yêu làm người ta mù quáng nhường nào, đến nỗi làm em không thấy được tôi. Âm thanh trên kênh radio đọc rõ ràng từng câu từng chữ, hàm chứa tình cảm cháy bỏng. Ân Vinh Lan nghe xong 2 tập, bật cười lắc đầu. Sám Hối Lục đã bước vào giai đoạn thu phí, Trần Trản chỉ nói không kiếm tiền bằng gõ chữ. Thật ra câu này có rất nhiều kẽ hở để lách. Ví dụ như độc giả khen thưởng riêng, miễn cưỡng cãi cùn cũng có thể tính vào phần thu nhập khác của cậu. Nhân viên công ty từng nói với y tình bạn cần có sự trả giá từ hai phía. Ân Vinh Lan thậm chí đã chuẩn bị nạp một túi thưởng để hoàn thành tâm nguyện của đối phương, giúp Trần Trản vững vững vàng vàng thắng được ván này. Đáng tiếc, người kia từ đầu đã không cho y cơ hội. Thời điểm cấp dưới đến văn phòng, cửa khép hờ, nâng tay gõ 2 lần. Vào đi. Cửa vừa mở ra, lập tức nghe được một giọng nói hoàn toàn khác biệt. Cấp dưới ngẩn ra, đây chẳng phải là đang nghe Sám Hối Lục sao? Kể từ khi sếp chạy đến đoàn phim lần trước, anh đã đầu óc mông lung. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, vị tổng giám đốc cao không thể với này, thật sự đang có ý đồ kết bạn phi thương mại. Đáng sợ. Ân Vinh Lan nhìn thấy hợp đồng trên tay anh, không bàn về công việc trước mà lại hỏi. Kênh sách nói của Nam Cực Tinh chia lợi nhuận thế nào? Cấp dưới. Ngài chờ một chút. Chưa tới 2 phút, anh đã ra soát xong xuôi. Trang web trích lấy 20%. Qua một ngày hôn đúc, Sám Hối Lục đã sớm trèo lên đỉnh bảng xếp hạng. Một lập dao động tầm 90.000 lượt tải về, lợi nhuận thu được cao hơn con số 7 vạn lúc trước Trần Trản đưa ra rất nhiều. Khỏi phải bàn, ván cược này đối phương hoàn toàn giành thắng lợi. Nghĩ tới đây nhẹ nhàng thở dài. Tư duy quỳnh danh quả là xuất sắc. Nếu là bạn của tổng giám đốc, dĩ nhiên phải nhắm mắt nhắm mũi mà khen. Cấp dưới chấp cơ hội phụ họa nói. Rất hiếm người có thể không bị giới hạn ở một lĩnh vực, chỉ dựa vào chút tiếng tăm ban đầu mà đã khai thác ra tận mấy bãi vàng. Cậu ấy quả thật rất tài giỏi. Ân Vinh Lan nói. Khả năng phản ứng tình huống thậm chí còn vượt qua tôi. Im lặng một chút. So với cậu ấy, tôi chỉ biết mở công ty, ngày qua ngày nương theo lối mòn buôn bán. Bà chấm. Cấp dưới dốc hết sức lực ngăn cho mí mắt nhảy lên. Đúng vậy, theo lối mòn buôn bán hơn 100 tỷ một năm. Ngài đáng thương quá mà. May thay Ân Vinh Lan cũng không định nói nhiều về vấn đề này. Được chú ý đặt trở về hợp đồng, bắt đầu xử lý công việc. Thu nhập từ kênh sách nói thậm chí vượt qua thu nhập viết truyện. Lúc Trần Trản nhìn thấy con số này cũng không khỏi hơi run rẩy. Nhưng mà ngẫm lại, có một số người lười đọc chữ, sách nói vừa đúng lúc thỏa mãn nhu cầu của họ. Hệ thống, giá trị tẩy trắng hiện giờ của tôi là bao nhiêu? Hệ thống, 1080. Sau khi đưa ra đáp án, không dư thừa một chữ, lại khác với hệ thống lúc trước, Trần Trản cau mày. Đổi hệ thống. Hệ thống,
đổi hệ thống nghĩa là từ một hệ thống này đổi thành một hệ thống khác, theo từ điển Thiên Nguyên năm 23. Âm thanh không sinh động như lúc trước, là một chuỗi âm thanh máy móc cứng nhắc. Mi cứ hơi lạ lạ. Trần Trản cau mày. Đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lục tục hỏi mấy vấn đề, nhận được đáp án toàn là ông nói gà bà nói vịt. Trần Trản dần dần hiểu ra là chuyện gì. Đây là thừa lúc cậu không chú ý mà bỏ trực. Đúng như dự đoán, hệ thống đã lén lút về quê thăm nhà từ mấy ngày trước. Nom Trần Trản hàng ngày gần như không dùng tới hệ thống, chắc hẳn sẽ không bị phát hiện. Để dự phòng, nó còn đặt hình thức trả lời tự động. Lặng thinh một chốc, Trần Trản không hề tỏ ra bất mãn, chỉ điểm thêm một chút nét bút trên sổ tay thường dùng ghi tư liệu sống. Mắt thấy thời gian còn sớm, đội mua ngay ngắn đến khu chợ gần đó mua một lượng lớn vải vóc kim chỉ. Đến khi cậu xuất hiện tại cổng một lần nữa, cả người chìm trong biển vải như thương nhân xứ Ba Tư được miêu tả trong sử sách, thì đã là 2 giờ sau. Ôm sắp vài chất cao ngất thành ngọn núi con, loáng thoáng nhìn thấy phía trước có bóng người. Cảm phiền nhường đường một chút. Người kia không những không rời bước mà còn ôm đi một phần vải từ trên tay cậu. Không còn vật cản tầm mắt, Trần Trản thấy rõ người đến. Ân tiên sinh. Ân Vinh Lan. Đừng xưng hô lại như vậy, cứ gọi bằng tên là được rồi. Vừa mò mẫm tìm chìa khóa vừa hỏi. Đến đây khi nào? Mới đến thôi. Trần Trản xem như khá hiểu y. Mới đến tức là ít nhất cũng 10 phút. Lạnh thế này, sao không sang cửa đối diện ngồi đợi chút? Cụ ông ra vựa ve chai rồi. Vào cửa dỡ hàng xong xuôi, Trần Trản thở phào nhẹ nhõm, cánh tay nhức mỏi lập tức được thả lỏng. Nhìn vài vóc sắc màu rực rỡ, Ân Vinh Lan trong nháy mắt có chút phức tạp. Dùng làm đồ thủ công. Trần Trản ôm cánh tay khẽ mỉm cười, hồi lâu sau mới làm một tư thế mời. Bông gòn gom lại một chỗ nhìn như quả bóng xù đồ chơi mèo. Trần Trản kéo ra một hòm bông gòn từ dưới giường, gian phòng vốn gọn gàng nháy mắt trở nên ngổn ngang. Cậu thì vẫn đâu vào đấy mà bắt tay vào việc, tiện tay ném qua kim chỉ cho Ân Vinh Lan. Xỏ chỉ. Ngoài dự đoán, Ân Vinh Lan xỏ chỉ rất nhanh, nhận được ánh mắt khó tin của cậu, giải thích. Ngày trước thỉnh thoảng có làm. Trần Trản lúc này mới nhớ tới người trước mặt cũng từng trải qua cuộc sống cơ cực. Theo mặt trời lặn về tây, phố thị lên đèn, ánh sáng mang gam màu ấm áp chiếu lên người Trần Trản, mặt mày khắc sâu đường nét nghiêm túc. Ân Vinh Lan không nhịn được nhìn thêm đôi chút, thấp giọng nói. Nhìn dáng vẻ này của cậu lại làm tôi nhớ tới một câu. Trần Trản liều loát may mắt mũi cho búp bê, tự nhiên mà nói tiếp. Mẹ hiền sợi chỉ cầm tay, khâu lên tấm áo trước ngày con đi. Ba chấm. Cầm kéo cắt chỉ thừa, Trần Trản ngẩng đầu nhìn y. Người bình thường đều sẽ ngâm lên bài thơ này. Câu thơ dường như có thể đầu độc tư tưởng. Thời điểm Ân Vinh Lan nhìn cậu thêm lần nữa, thế mà thật sự thấy được tình mẹ thấp thoáng tỏa ra dưới ánh đèn dịu dịu. Trần Trản hơi dừng tay. Đúng rồi, anh lúc nãy muốn nói câu gì? Quên rồi. Đoạn thời gian sau, Trần Trản nghiêm túc hướng dẫn y cách may thế nào. Ân Vinh Lan có năng lực tiếp thu rất mạnh, nắm được tương đối rồi nói. Hơn 100 con, ít nhất cũng tầm nửa tháng. Trần Trản. Không sao, máy may tôi mua còn 2 ngày nữa là tới. Lời nói bình thản, không nghe ra thật giả. Cho đến lúc hai mắt nhìn nhau, dưới bầu không khí yên lặng, Ân Vinh Lan khẽ giật mí mắt một cái. Không ngờ nhiều năm sau khi công thành danh toại, còn phải học cách đạp bàn máy. Thời gian yên tĩnh trôi qua, Trần Trản dần dần cảm thấy đôi mắt có chút tê sót, buông tay dựa đầu vào mép giường chuẩn bị chợp mắt giây lát. Thời điểm lấy lại ý thức là do có hơi ấm rơi vào trên mặt. Lười biếng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào, trời cũng đã sáng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, gần như trải rộng hơn nửa người cậu. Ân Vinh Lang đang nằm ở đối diện, bùa hộ mệnh trở thành gối đầu tạm thời. Giờ khắc này, người nằm cũng đã chậm chậm thức dậy, xem giờ xong ấn huyệt thái dương. So với mai búp bê, xử lý mấy hợp đồng dươm già vẫn không tính vào đâu. Cảm giác bụng rỗng không dễ chịu, Trần Trản chuẩn bị gọi thức ăn, hỏi ý có ăn hay không. Ân Vinh Lan lắc đầu, tỏ ý cần phải đi. Tôi còn có chút việc. Trần Trản đưa ý đến cổng. Có thời gian, bất cứ lúc nào tới đây cũng được. Ân Vinh Lan gật đầu. Trần Trản gọi cho một chiếc taxi, chờ y lên xe rồi khoát tay nói. Tôi và 50 năm bé búp bê còn lại sẽ luôn chờ anh. Nhiệt độ khó khăn lắm mới tăng lên được một chút. Bất kể bác tài taxi hay Ân Vinh Lan đều cảm thấy không khí thông thoảng khí lạnh vốn chỉ xuất hiện lúc hừng đông. Chờ xe chạy được một quãng, Ân Vinh Lan nhận được tin nhắn của Trần Trản. Cá cược tính riêng cá cược, tiền làm thủ công tôi sẽ gửi riêng. Trong mắt nổi lên chút cảm xúc vui vẻ, đến khi bấm số gọi đi, ánh mắt yên tĩnh trở lại. Sếp Ân.
Âm thanh đầu dây bên kia dồi dào sức sống. Ân Vinh Lan: Tôi có thể sẽ đến công ty muộn một chút, cậu bảo Tiểu Triệu đến đón tôi đi. Cơn uể oải sau khi về nhà tắm rửa mới được giải tỏa. Thay vào âu phục, ngồi trên sofa nhìn gian phòng trống trải, lại tựa như đang nhìn một xoáy nước hun hút đến đáy biển sâu. Sau khi cấp dưới đến, phải ấn chuông cửa hai lần mới kéo về lực chú ý của y. Sếp Ân, chào buổi sáng. Người trẻ tuổi luôn thể hiện tinh thần năng nổ phấn chấn trước mặt sếp. Ân Vinh Lan trở lại bình thường trả lời: Chào buổi sáng. Khi lên xe rồi, cấp dưới mới chú ý thấy ông chủ trông có chút dữ dội, chủ động tạo đề tài: Ngài ngủ không ngon sao? Ân Vinh Lan: Tối hôm qua ở cùng một người bạn, gần như không ngủ được. Nói tới đây, ngữ điệu có vẻ thả lỏng không ít. Cấp dưới đã sớm đúc kết ra quy trình kết bạn của ông chủ: giả nghèo, đến giành lấy đồng cảm, rồi đến bắt đầu răng lưới gia tăng thời gian chung đụng, rồi đến thu lưới. Nếu nghĩ vậy, trông còn rất giống theo đuổi người yêu. Lắc đầu vẩy đi ý nghĩ đáng sợ, suy đoán tâm trạng của đối phương, cấp dưới lấy lòng nói: Có thể gặp được đôi ba người bạn hợp ý, quả thật là chuyện không hề dễ dàng. Ân Vinh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói: Cậu cho rằng cậu ấy cũng cảm thấy tôi rất hợp ý? Cấp dưới căng cứng cả người, nở nụ cười cứng đờ nói: Tất nhiên ạ. Ân Vinh Lan nghe xong cũng không biểu hiện ra cảm xúc vui sướng như anh dự đoán. Cấp dưới than nhẹ một hơi, cảm thấy tư duy của sếp quá khó đoán. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, Ân Vinh Lan đan tay tùy ý đặt trên người, dựa theo lý trí mà phân tích hành động của Trần Trản. Trong mắt đối phương, y là một người bạn nghèo khó không có công ăn việc làm đàng hoàng. Trần Trản còn từng đề cập lý tưởng chung sức làm giàu vài lần. Giữa rất nhiều thứ có thể dùng để cá cược, cố tình chọn làm đồ thủ công. Theo mạch suy nghĩ trên, càng nghĩ càng thấy giống như là muốn mình một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Dù cho thất bại, vẫn còn có thể thông qua phương thức trả phí làm thủ công để mà tiếp tế. Hai mắt hơi híp lại, suy đoán ra mục đích thật sự của Trần Trản. À, thì ra cậu ấy đang giúp đỡ người nghèo. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 23. Đúng như Ân Vinh Lan dự đoán, Trần Trản đang nghiêm túc tiến hành kế hoạch giúp đỡ người nghèo. Cậu không thích nợ tình nợ nghĩa với ai. Người được liệt vào danh sách bạn bè cũng chỉ có Ân Vinh Lan và cậu tóc đầu đinh gặp được lúc vừa xuyên đến. Nếu so sánh với nhau, người thứ nhất đặc biệt hơn một chút, dù gì cũng là người bạn mà cậu tự mình có được. Chuyển khoản trả gấp đôi số tiền nợ đầu đinh lúc trước, việc quan trọng trước mắt là dìu dắt Ân Vinh Lan nỗ lực thoát nghèo vươn lên làm giàu. Hệ thống, anh quả là một người đàn ông có ý thức trách nhiệm với xã hội. Trần Trản đánh đến búp bê, nghe nó đột nhiên lên tiếng, trở tay giật đứt nửa người búp bê vải. Men theo mép giường ngồi xuống rồi đặt búp bê lên đầu nằm, kiên nhẫn bắt đầu vá lại, nhàn nhạt nói: Ta cứ nghĩ năm sau mình mới về. Hệ thống, anh, tôi, đừng lo lắng. Và xong mũi cuối cùng, Trần Trản mở miệng nói: Chưa khiếu nại, mi tạm thời không sao. Hệ thống, chốt giá, 100 giá trị tẩy trắng. Được. Ngoài dự đoán của nó, Trần Trản dễ tính bất ngờ. Có khiếu nại thì cùng lắm cũng chỉ đổi hệ thống lần nữa. Tôi ngại phiền. Mấy cái hệ thống này lần nào cũng có chỗ không đáng tin cậy, đổi tới đổi lui chỉ tổ tốn thời gian. Tuy không nói rõ hết lời, hệ thống cũng cảm giác được. Tôi cũng tạm xem như đáng tin rồi, số anh may không đụng trúng bọn hệ thống dữ dội kia. Nói tới đây, nó dường như nghĩ tới chuyện gì kinh khủng lắm, câm như hến. Yêu cầu đăng ký cửa hàng cũng không quá rườm rà. Sau khi đưa ảnh chứng minh nhân dân lên để xét duyệt, Trần Trản vừa đánh máy vừa đợi kết quả. Không ngờ rằng lại đợi được điện thoại của Ân Vinh Lan trước. Thông tin liên lạc của xưởng đã gửi vào email cậu. Trần Trản cười nói. Lại nợ anh nữa rồi. Ân Vinh Lan, đứng bắt tôi đạp bàn máy là được. Nếu đúng như lời Trần Trản nói, thật sự mà để y làm vậy thì có hơi đùa quá trớn. Người bạn Ân Vinh Lan giới thiệu dễ nói chuyện đến lạ, giá cả đưa ra còn rẻ hơn cậu mong muốn. Khảo sát được địa, nghiêm túc nghiên cứu hợp đồng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hai bên cùng hoàn thành khâu thỏa thuận. Khoản thu nhập từ kênh sách nói tăng trưởng định kỳ theo từng ngày, gần như sắp sánh ngang tổng thu nhập từ đầu đến nay của bàn viết. Tập đoàn Hướng Tây thì vẫn chưa hề từ bỏ ý định mời cậu làm livestream, còn cửa hàng online bây giờ cũng đã sắp chính thức khai trương. Trần Trản cảm thấy chính mình như một góc thiên tuế đang độ khoe sắc trổ hạ, tự vui vẻ vì ý tưởng buồn cười bất chợt của bản thân 3 giây, thư giãn tinh thần xong bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Go 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 go, tiếng chó sủa ầm ĩ không ngừng, phòng ốc cũ kỹ không cách âm được. Trần Trản mở cửa ra ngoài, tịt còng đầu tên quấy nhiễu nhân dân này lại. Trùng hợp thấy ông lão đang dắt một con chó cứng đầu không chịu vào nhà,
không khỏi ngẩn người ra. Người đang diễn tuồng gì à? Giả vợ vé trái thế nó, vừa dẫn đi tiêm vaccine phòng bệnh xong. Ý là chuẩn bị nhận nuôi. Chân Tràn thở dài. Con chó này tăng động quá, nếu đến tối cũng sủa không dứt như vậy, kiểu nào cũng bị người ta khiếu nại. Ông lão dường như nhờ cậu nhóc mới ngẫm ra, dò dự một chút. Không thì con thử dỗ nó giúp ông xem sao. Chân Tràn và con chó ngó nhau, ngồi xổm xuống lấy bùa hộ mệnh ra. Nếu không nghe lời thì... Chưa nói hết, đầu búp bê đã bị bẻ ngoặt 360 độ. Con chó trợn to mắt, lập tức ngừng sủa, nhưng một giây sau lại bắt đầu gào thét điên cuồng hơn. Chân Tràn đứng lên, dùng đồ ăn chặn miệng nó vẫn hơn. Ông lão phiền muộn gãi gãi đầu. Thôi, ông bảo thằng nhóc kia phụ ông dạy dỗ nó, chỗ thằng ấy rộng lắm. Chân Tràn dừng lại bước chân định hướng về phòng. Ý người là Ân Vinh Lan. Hiểu được việc có sự chênh lệch thân phận sẽ gây trở ngại cho tình bạn đang trong quá trình bồi đắp, ông lão không đổi sắc mặt đáp. Đúng vậy, sau nhà thằng nhóc đó có một sân bóng hoang. Chân Tràn ngẫm nghĩ, đúng là rất thích hợp. Sau khi trở về bình tĩnh nhìn màn hình máy tính một lát, cuối cùng lắc đầu một cái. Có phải mình đang nghi quá không? Trong không gian yên tĩnh, không một ai đáp lời. Một mình lặng lặng hồi lâu, đến tận khi chuông điện thoại reo lên. Alo. Sau khi nhìn thấy số gọi đến, Trần Trản đứng lên đi tới bên cửa sổ. Cần quay bù cảnh nào sao? Đã biên tập gần xong rồi, không cần bù. Tiếng nói Vương Thành cũng khéo đưa khéo đẩy giống như tính cách của gã. Tiêu Đồng bị lộ tin yêu đương, thương hiệu ký kết quảng cáo với cô ta đã khởi tố, sau này gần như không còn khả năng phát triển sự nghiệp trong giới thời trang nữa. Trần Trản vẫn chưa thể hiện quá nhiều cảm xúc trong âm thanh. Tôi sâu sắc cảm thông với những gì cô ấy gặp phải. Vương Thành lúng túng ho khan hai tiếng, tỏ ý mấy lời thảo mai kiểu này giảm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi cố ý gọi để nhắc cậu một tiếng. Tiêu Đồng có dò hỏi xung quanh, thậm chí không tiếc tự dâng mình lên giường. Nói tới chỗ này, giọng điệu chuyển thành khinh khỉ. Cứ nghĩ rằng sẽ không từ bỏ hợp đồng lẫn tình yêu, kết quả loáng cái đã dễ dãi nhào vào lòng người khác. Không biết cô ta từ ai từ đâu mà nghe được, việc bị gài có thể là vì đắc tội với anh. Ồ, Trần Trản trong giọng nói không có chút gợn sóng, như thể cảm thấy bản về diễn viên nữ chính kia là rất phí phạm thời gian. Đừng nên xem thường sức lực của một con chó điên. Vương Thành giọng có thâm ý. Chỉ sợ cô ta muốn gáo vỡ làm muôi, lên mạng phát ngôn mấy thứ không nên nói. Cư dân mạng có thể sẽ không tin việc một diễn viên nữ chính mà lại muốn đánh thuốc diễn viên phụ cùng đoàn phim. Nếu Tiêu Đồng bất chấp liều mình, không chừng còn có thể giành được cảm thông không ít. Trần Trản cười một tiếng. Không thành vấn đề. Hời hợt một câu lướt qua, giọng điệu hoàn toàn không bận tâm. Vương Thành không rõ cậu đang mưu tính gì trong bụng, nhưng cũng không nói thêm nữa. Dù sao nể mặt Ân Vinh Lan, gã cũng đã nhắc nhở đến nơi đến chốn. Quỹ đạo cuộc sống của Trần Trản vẫn không chút thay đổi sau lần nhắc nhở này. Chìm chìm nổi nổi trong số bít đã lâu như vậy, Vương Thành xem như là người tinh mắt. Đúng như gã dự đoán, tối hôm đó Tiêu Đồng đăng một sớ dài trên Weibo, chỉ trích Trần Trản cấu kết người có tiền gài bẫy cô ta. Trong bài viết miêu tả bản thân thành người bị hại từ đầu đến đuôi, phốt rằng đối phương vì muốn chèn ép mình, treo kéo người có tiền cấu kết với thương hiệu hãm hại cô ta. Hại cô ta chẳng những mất hợp đồng quảng cáo, còn phải đối mặt với khoản bồi thường cách xù. Đồng thời bày tỏ bản thân đã mất ngủ suốt một tuần, đến mức chỉ có thể uống thuốc ngủ mới nghỉ ngơi được. Tiêu Đồng chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ nửa chìm nửa nổi, người theo dõi trên Weibo không quá nhiều, mà do nghệ sĩ chủ động bóc phốt, số lượt xem nhanh chóng nhảy vọt. Giờ khắc này cô ta đang ngồi ở bên cạnh máy tính, trong mắt muôn một đắc ý và tàn nhẫn, cô muốn làm Trần Trản phải thân bại danh liệt. Giới thời trang cũng chẳng mấy xem trọng, chỉ cần có thể gây sự chú ý, không lo không người đến mời mình. Vừa tưởng tượng cảnh Trần Trản mặt mày hoang mang, khóe môi lập tức nhịn không được mà cong lên. Đáng tiếc không gian không thể giao hòa, bằng không Tiêu Đồng nhất định sẽ vô cùng thất vọng. Trần Trản cũng không luống cuống như cô ta dự đoán, trái lại còn bình tĩnh làm cơm tối. Giữa lúc bận bịu nhận được tin nhắn của Thủy Quân trong fan meeting lần trước, cô bé bày tỏ biết ơn sâu sắc việc được lăng xê nổi tiếng. Nếu cần thiết, có thể dẫn theo chị em ngày trước ra quần giúp cậu dẫn lối dư luận bất cứ lúc nào. Trần Trản từ chối ý tốt của cô bé, để lại đáp án vô cùng chính nghĩa. Châu chấu dễ chết không có gì đáng sợ, huống chi gieo gió gặt bão, ác giả ác báo. Cơm tối lên bàn, vừa cầm đũa lên, lập tức nghe thấy hệ thống phát ra mấy lời đã lâu không thấy. Kiểm tra phát hiện tình tiết phù hợp kịch bản lội ngược dòng. Nhiệm vụ 1, nhẫn nhục chịu đựng, mời ký chủ để lại một giọt nước mắt trong sạch tại buổi họp báo. Trần Trản nghe lời nó như nước đổ đầu vịt, ăn uống gần xong một bàn mới chậm rãi mở miệng. Theo như kế hoạch của mi, đợi đến khi sửa án oan sai thì đã quá hết nửa năm.
Hệ thống, tầm này không phải đã rất nhanh rồi sao? Trần Trản đưa lên ngón tay trỏ lắc lắc. Hệ thống, còn chưa đủ nhanh. Trần Trản, một buổi tối là sao? Cách giờ ngủ hàng ngày còn sớm, Trần Trản lập tin tài khoản bạn bè chốc lát, gửi đi một tin nhắn. Phía bên kia trả lời cũng rất nhanh. Dựa vào đâu mà tôi phải giúp đỡ? Trần Trản, nghe nói phim sắp đóng máy, có thể thuận thế khơi lên một đợt quảng bá. Đầu kia không nhắn tin đáp lại. Tiêu Đồng đăng bài văn vở lên Weibo đã được nửa giờ. Trên mạng 9 người 10 ý, giữa lúc bàn luận hừng hực khí thế, ảnh hậu Khương Dĩnh đột nhiên lên bài. Xin cho tôi nói thẳng, trình độ nhường này có chút quá sức với người nào đó. Thám tử lực danh 009. Thẳng thắn mà nói, lúc vừa nhìn thấy Weibo của Tiêu Đồng, tôi còn thấy bất công cho cô ấy. Sau đó nghĩ thêm chút, lại thấy không giống tác phong của Trần Trản cho lắm. Báo Tiết Đệ Nhị. Xin mọi người nhận định sự việc có lý trí. Dù tên kia có uống liền tù tì 100 chai trà xanh hướng Tây, cũng không thể có đầu óc đến vậy. Biển ơi biển à, năm xưa Trần Trản thuê người chỉ bới xí nghiệp Lâm Thị, vừa có chút ảnh hưởng đã bị đăng bài khoe khoang inh ỏi với bạn bè. Cùng năm đó viết thư đe dọa Khương Dĩnh, đừng nói đến xóa dấu vân tay, thậm chí còn tự tay cầm bút viết, thành công hiến mình vào đồn cảnh sát. Vừa chó cỏ. Tổng kết một chút, Trần Trản loang lổ chuyện xấu, làm người ác độc, nhưng chỉ là hạng ngốc nghếch đáng yêu trong giới côn đồ độc ác. Dù là trong hàng ngũ nghệ sĩ nhỏ bé không tên, chuyện đấu đá vỡ đầu cũng không hiếm. Tiêu Đồng trước nay dùng mấy thủ đoạn mèo cáo đắc tội không ít người. Trông thấy bình luận bất lợi cho cô ta càng ngày càng nhiều, đã có người trực tiếp nhảy ra góp vui. Một nữ nghệ sĩ xa cơ lỡ vận vạch mặt Tiêu Đồng trước đây từng bỏ thuốc sổ mình khi ở cùng đoàn, còn cố ý thuê người chụp ảnh cô lúc không sức quay phim, hại cô phải chịu chửi bới trên mạng trong một thời gian rất dài. Từ sau khi liên hệ với Khương Dĩnh, tính được hướng diễn biến của sự việc, Trần Trản không buồn nhìn xem bình luận nữa. Hệ thống, bọn họ thế mà cho rằng anh ngốc nghếch đáng yêu. Trần Trản chặn nó nã súng liên thanh. Việc làm của nguyên chủ đúng thật là biểu hiện của đầu óc đơn giản. Cậu chẳng qua chỉ lợi dụng hợp lý điểm ấy mà thôi. Tính toán thời gian, phòng trưng hướng dư luận đã hoàn toàn đuổi chiều. Trần Trản mới đăng lên một bài, không phải giải thích, đơn giản là để chào hàng. Búp bê hộ mệnh sắp lên kệ, ngư quỷ hộ thân, phòng tiểu nhân đổi vận mệnh. Có thể nói Tiêu Đồng đã tạo nên một thời cơ vô cùng tốt. Một bài quảng cáo sản phẩm nếu lên lúc bình thường chắc chắn sẽ gặp không ít dè bỉu, mà hiện giờ phản ứng đã thân thiện hơn rất nhiều. Cư dân mạng phong cho cậu danh phản diện ngốc nghếch đáng yêu, còn đau lòng cậu bị phốt ngược. Làm người lắm chuyện thị phi, một chiếc bồ hộ mệnh đúng là rất cần thiết. Đồng ý cộng một. Đến hôm đó online giúp một em ủng hộ. Trần Trản cười cười, có thể đoán được lượng hàng tiêu thụ trong một thời gian ngắn sẽ không quá kém. Hệ thống, anh cứ xuất sắc như thế, tôi sẽ thất nghiệp mất. Không để ý đến nó, ngoài cửa sổ trời vắng sao, Trần Trản đắp chăn nhắm mắt đón lấy đêm đen dịu dàng. Cũng cùng lúc đó, ở công ty vẫn sáng đèn. Cấp dưới, tổng giám đốc, bộ phận truyền thông đã viết bản thảo xong, phía thương hiệu cũng đã liên hệ để phối hợp giải thích. Bên ta đang chuẩn bị gây áp lực lên lãnh đạo công ty Tiêu Đồng, ngài duyệt xem bước tiếp theo cần triển khai thế nào. Ân Vinh Lan nhìn chiều gió trên mạng đã sớm đảo ngược, Trần Trản thậm chí còn thừa cơ quảng cáo bùa hộ mệnh. Im lặng chốc lát, giật giật ngón tay bình tĩnh nói. Mọi người tan tầm đi. Cấp dưới, 3 chấm. Chương 24. Sau khi hướng dư luận chuyển tốt, Trần Trản khi ra ngoài cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chủ yếu là không cần đeo khẩu trang để tránh sự chú ý nữa. Ân Vinh Lan có thói quen chạy bộ buổi sáng. Khi ở đoàn phim chung đụng lâu ngày với y, Trần Trản cũng không khỏi nhiễm phải thói quen giống nhau. Đêm qua ngủ không tồi, vừa tơ mơ sáng đã chạy quanh khu dân cư vài vòng. Khi trở về chạm mặt ông lão cửa đối diện, trong tay đối phương cầm một túi đầy chai nhựa. Không thấy con chó cứng đầu kia, Trần Trản nhíu nhíu mày. Đưa đi rồi. Ông lão gật đầu. Chờ thằng nhóc ấy dạy dỗ nó đàng hoàng rồi trả lại cho ông. Không nghi ngờ gì nữa, việc khổ sai này đã rơi xuống đầu Ân Vinh Lan. Đồ nội thất Trần Trản đặt hôm nay cũng vừa đến, tuy ông lão cứ uyển chuyển từ chối mãi, nhưng một chiếc sofa nhỏ vô cùng mềm mại vẫn được nhét qua. Tiêu Đồng sau việc hãm hại cậu đã bị toàn mạng chế giễu, Trần Trản cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ lo chuẩn bị khai trương cửa hàng online. Khi bắt đầu hoạt động cần ít nhất một nhân viên chăm sóc khách hàng và một nhân viên bán hàng. Một số chủ cửa hàng lúc ban đầu kiêm luôn cả hai, mà tiếng tăm Trần Trản càng ngày càng tăng. Khi hàng lên kệ thì một mình ôm đồm nhất định không xuể. Nhưng trước mắt cửa hàng mới chỉ bán bùa hộ mệnh, thuê thêm người có hơi lỗ vốn. Suy tư một chút, Trần Trản nảy ra ý tưởng. 1.000 giá trị tẩy trắng, thuê mì làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Qua giây lát yên tĩnh, một thanh âm gần như có thể gọi là hùng hãn vang lên. Hệ thống, nói mớ gì vậy?
dùng giá trị tẩy trắng nó phát, đòi ăn bánh trả tiền với nó. Chấn chản, mi có kinh nghiệm, bình thường cũng không có chuyện gì làm. Hơn nữa hệ thống chẳng phải vốn là nhân viên chăm sóc khách hàng sao? Khác nhau ở chỗ nào? 5 phút đồng hồ tiếp theo, Chấn chản gần như nghe được hết thảy lời lẽ thô tục mà đời này từng biết. Chờ nó chút gần hết giận, Chấn chản mới bình bình thản thản nhắc lại chuyện xưa. Năm 20XX đã từng bỏ việc về quê thăm nhà 3 ngày. Hệ thống, quất. Tuy hoài nghi nó là đang mắng người, nhưng đã đạt được mục đích, Chấn chản không tính toán chi li. Giữa tháng 11, một cơn mưa tuyết làm ranh giới thu đông nhanh chóng nhạt nhòa. Cửa hàng cũng vào một ngày như thế chính thức bắt đầu hoạt động. Búp bê hộ mệnh nhờ hình tượng xấu xí đáng yêu mà được hoan nghênh ngoài mong đợi. Cộng thêm ban đầu làm quảng bá không tệ, chưa được mấy phút đã có mấy ngàn lượt mua, đánh giá trên mạng phong phú đa dạng. Nghe nói có thể tránh bị bắt bớ, mua một cái, hy vọng né được giáo viên giám thị. Phía trên lộ mặt rồi nhé. Đã report. Khuyên ông đừng làm thế, lúc trước tham gia fan meeting trúng một con. Khi đi thi có đem nó theo, ra lận xong giành được thành tích nhất trường. Bây giờ sắp phải đại diện trường đi thi cấp khu vực. Xin hỏi thiên tài trên đó, còn sống không? Trần Trản xem xong lắc lắc đầu, tính toán thu nhập, chuyển cho Ân Vinh Lan 1 vạn, ghi rõ trích từ tiền bán búp bê, cảm ơn đối phương đã giới thiệu một xưởng gia công có uy tín. Hệ thống không có chức năng giao hàng, Trần Trản không muốn lãng phí thời gian vào việc này, đơn giản chỉ thêm một khoản để xưởng trực tiếp phân phối. Khai thác thành công lĩnh vực mới xong xuôi, rốt cuộc mới có thời gian mà thở một hơi. Kiên trì chạy bộ một buổi sáng đã một thời gian, nhưng có vẻ hoàn toàn vô dụng. Nặn nặn cánh tay yếu ớt, chân mày Trần Trản không nhịn được cau lại. Lượng cơm tăng nhiều, cân nặng không tăng. Trước thực tế tàn khốc, cậu dự định dùng một phương pháp rèn luyện miễn phí, đi tìm ông lão đối diện cùng nhau nhặt xác. Cửa chỉ khép hờ, treo một tấm vải bố làm rèm cửa, bên trong truyền ra âm nhạc khá êm tai. Trần Trản vào cửa rồi không đồng tình nói, thế này không an toàn. Ông lão xưa rùa tay không để bụng lắm, trong phòng này của ông chẳng được bao nhiêu thứ đáng giá. Phường trộm cướp không về tay trắng, Trần Trản nhắc nhở. Dứt lời bắt đầu phổ cập kiến thức an toàn cho ông. Ông lão bị nói mãi mà bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu liên tục. Cả ngày của ông chỉ bao gồm nhặt ve chai và uống trà đọc sách, tự do thoải mái. Sau khi biết mục đích đến đây của Trần Trản, ông lão vui vẻ ra mặt. Nhặt ve chai sao tính là vận động được, còn không bằng con chạy thêm vài vòng quanh chung cư. Trần Trản nở nụ cười. Một người vận động có chút nhạt nhẽo. Ông lão đã sớm biết rõ lối sinh hoạt của cậu, có nhiều chỗ cẩn thận tỉ mỉ, mà cũng có rất nhiều mặt không dập khuôn cứng nhắc. Đột nhiên ông nghĩ đến một chuyện hỏi. Tờ giấy ông đưa con lúc trước còn không? Trần Trản theo phản xạ hỏi. Tờ giấy nào? Ông lão híp mắt một cái. Tờ ghi thông tin liên lạc của luật sư. Trần Trản khẽ xoa xoa chóp mũi, đáp án không cần nói cũng biết. Chuyện gì chúc không thể qua loa. Ông nghiêm túc nói. Trong thời gian ngắn có lẽ chưa cần, nhưng nhỡ đâu chung cư này sập, còn tránh kịp một lần, ít nhất cũng phải biết làm sao tiếp nhận tài sản ông để lại. Ví dụ kiểu khó đỡ gì thế này. Di chúc. Một thanh âm từ ngoài truyền đến, có người vén rèm cửa lên, cất bước đi vào. Trần Trản biểu cảm lập tức trở nên phức tạp, chậm rãi mở miệng. Một trong những ích lợi của việc đóng cửa là có thể phòng người nghe trộm. Ông lão gật đầu, ở điểm này hoàn toàn nhất trí với cậu. Người tới chính là Ân Vinh Lan. Hôm nay y mặc quần màu đen theo kiểu thường phục thông thường, mà lại nổi bật lên đôi chân vừa dài vừa thẳng. Lúc này đang cau mày đăm đăm nhìn ông cụ. Có phải thân thể không thoải mái không? Ông lão khá bất đắc dĩ nói. Sao con lại tới đây? Ân Vinh Lan không trả lời. Ông biết không dễ qua loa chuyện này, đơn giản nói rõ đầu đuôi sự việc. Thân thể ông dù có một vài chỉ số không đạt tiêu chuẩn, nhưng tổng thể vẫn khỏe mạnh. Ý bảo y không cần phải lo lắng. Quá hồi lâu sau, Ân Vinh Lan mới chậm rãi nói. Vậy thì tốt rồi. Ông lão và Trần Trản không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngay một giây sau đó, Ân Vinh Lan ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ Trần Trản mới đưa ra, ánh mắt sâu kín tối tăm. Chuyện gì chúc là sao? Trần Trản mới biết hơi này thở ra quá sớm. Không rõ chuyện ẩn khuất trong đó, ông lão tùy ý giải thích nói. Để ngừa bất chắc, chọn người thừa kế tài sản trước. Một câu đơn giản nói rõ toàn bộ ý chính. Ân Vinh Lan nhớ lại ngày Trần Trản thay đổi thành thái độ tốt đẹp với y. Ánh mắt nhìn cậu càng thêm xấu xa. Thì ra là như vậy. Tôi có từ chối. Trần Trản đưa ra câu trả lời dập theo sách giáo khoa dành cho Bạch Liên Hoa. Ân Vinh Lan bỗng nhiên đứng lên. Trông như đến trình lại rèm cửa bị gió tốc lên. Tầm mắt lại dừng thật lâu trên tranh chữ thập treo ngay cửa. Tranh thêu chôn cáo trước tết gà vẫn còn đó.
khóe mắt bắt được biểu cảm của Trần Trản, hiếm thấy có thể nhìn ra chút lúng túng. Trần Trản đồng thời cũng cảm giác được đối phương đang quan sát mình, hơi nghiêng mặt sang một bên, giả vờ ngắm mây trôi lững lờ ngoài cửa sổ. Ân Vinh Lan xoay người, nhìn ông lão nửa đùa nửa thật nói: "Người cũng nên chia cho con chút đỉnh chứ." Ông lão bị y chọc cười, chỉ Trần Trản: "Đây mới là người con cần xin." Trần Trản hò nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi quyết định nhường lại thứ đáng giá nhất ở đây." Ân Vinh Lan hơi nhướng mày, tỏ vẻ dựa cột mà nghe. Trần Trản ngẩng đầu nhìn y, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, chính là quyền nuôi dưỡng con chó kia." Sau phút chốc yên tĩnh ngắn ngủi, ông cụ cười nghiêng cười ngả, vỗ tay liên tục. Ngược lại với ông, Ân Vinh Lan thì lại khe khẽ thở dài. Trần Trản là người có tài điều tiết bầu không khí. Nếu cậu không chọn tự mình gây dựng sự nghiệp mà vào một công ty nào đó, chắc chắn sẽ còn phát triển không tồi ở mảng nhân sự. Trần Trản biết chừng biết mực, thấy Ân Vinh Lan mỉm cười liền nói sang chuyện khác: "Con chó cứng đầu kia huấn luyện tới đâu rồi?" Nghe lời này, ông lão cũng ngừng cười, phiền muộn nói: "Ông vừa thấy nó đã rất ưng, tiếc là quá hưng dữ, đến cửa nhà còn không thèm vào." Ân Vinh Lan bình tĩnh nói: "Đã có bước đầu hiệu quả." Ông lão mắt sáng lên: "Biết bắt tay rồi." Ân Vinh Lan lắc đầu: "Biết trồng chuối không?" "Không biết." "Ông lão, vậy nó biết cái gì?" Ân Vinh Lan nhàn nhạt trả lời: "Ăn cơm." Hoàn toàn tương phản với bầu không khí lúc Trần Trản pha trò, bây giờ là một mảnh trời thình lặng lúng túng. Nhớ tới chuyện tình tặng ông lão tranh thêu cảnh tỉnh, Trần Trản lần nữa dấy lên hổ thẹn, lên tiếng cổ vũ nói: "Chứng tỏ con chó đó đã dần dần tin tưởng anh." Ông lão không có tài nói dối không chớp mắt như vậy, nhìn giờ rồi ngáp một cái nói: "Ông muốn ngủ chưa? Hai đứa muốn đi đâu cứ đi đi." Hai người một trước một sau ra ngoài, Trần Trản tiện tay khóa cửa lại. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, thân thể dựa vào ván cửa: "Tới tìm tôi may búp bê." Lời trong lời ngoài đều là trêu chọc. Ân Vinh Lan nói: "Mời cậu đi ăn." Trần Trản rơi vào trầm tư, tính toán giả thiết sau khi đối phương đã biết mình nẫng tay trên di sản vốn thuộc về y, bữa cơm này sẽ trở thành hồng môn yến có tỷ lệ khả thi bao nhiêu. "Tiền làm thủ công cậu gửi tới lúc trước không ít." Ân Vinh Lan mang mục đích không cùng tần số với cậu, âm thanh ôn hòa nói: "Mới ăn một bữa là hợp tình hợp lý." Trần Trản: "Sớm nay tôi ra ngoài thấy chủ quán mì thịt bò bận việc, đến hết thứ ba mới mở cửa." Ân Vinh Lan trầm ngâm nói: "Vậy thì đi ăn sao một bữa?" Nào có chuyện đồ ăn ngon đưa tới miệng mà còn từ chối. Căn cứ nguyên tắc có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, Trần Trản gật đầu: "Nhưng mà tôi còn bận chút việc chưa xong, có lẽ phải mất 20 phút. Ân Vinh Lan: "Tôi chờ cậu." Nếu biết trước chuyện này có người mời ăn, Trần Trản hẳn là không lãng phí buổi sáng. Rót cho Ân Vinh Lan một ly trà, xong xuôi mới ngồi xuống bắt đầu tiếp tục đánh chữ. Từ khi sám hối lục bước vào giai đoạn thu phí, lượng công việc của Trần Trản tăng gấp đôi bình thường. Ân Vinh Lan nhìn thấy khung thống kê số chữ đã hơn 5.000, chậm rãi nói: "Kỳ thật cũng không cần phải vội đến vậy. Theo độ nổi hiện tại của cậu, người càng đọc càng tăng, thời gian đến lúc kết thúc kéo dài hơn một chút, vậy mới càng có lợi." "Phải nắm bắt thời cơ." Tiếng gõ bàn phím không dứt, Trần Trản đồng thời giải thích: "Thừa lúc vẫn còn nổi, hai bộ chuyện tiếp theo phải kịp ra lò." Ân Vinh Lan ngẩn ra: "Hai bộ?" Trần Trản sửa sang cách vào đề một chút, hồi sau ngẩng đầu giới thiệu với y: "Một bộ là Những năm tháng tôi một lòng hãm hại ảnh hậu, cùng với Lấy trứng chọi đá, nhiều lần mắng chửi tổng giám đốc vì hận kẻ giàu sang." Tay trái nhẹ nhàng ma sát, ngẫm nghĩ mở miệng: "Mỗi bộ viết tầm 35 vạn chữ, ba bộ nối nhau vừa đủ thành series 10 triệu chữ đồ sộ." Một giây trước còn nói cười vui vẻ, chỉ trong chớp mắt mà Ân Vinh Lan đã đột ngột lặng ngắt như tờ. Trần Trản hơi rụt dịch chân mày: "Vẻ mặt này của anh là sao?" Ân Vinh Lan rũ mắt xuống, khi hàng mi hơi run run đã không còn thấy biểu cảm vừa rồi, tựa như đó chỉ là ảo giác. Nụ cười khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày: "Cảm thấy cậu có ý tưởng rất hay mà thôi." Trần Trản dưới tay khỏi chuột chống cằm: "Hy vọng trước khi kết chuyện có thể tìm được tư liệu sống thích hợp hơn nữa." Ân Vinh Lan không hề thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chú máy tính bình tĩnh chuyển đề tài: "Sắp xong việc chưa?" Trần Trản nhận ra mình phân tâm, cười cười xin lỗi, tranh thủ thời gian bắt đầu gõ chữ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập ra mới nhất và kết nối với mình qua fanpage và TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.